khả năng linh hoạt quanh green. Bí quyết để có được các cú đánh ngắn tốt là tính linh hoạt. Đó là khả năng thực hiện các cú đánh khác nhau tùy thuộc vào tình thế. Hãy xem những tay chơi hàng đầu, họ thực hiện tốt các cú đánh ngắn chính là nhờ tính linh hoạt. Ta có tình huống ở đây, phía trên vài mét là green, qua một hố cát, có một cột cờ ở vị trí chéo gần, một cột cờ ở giữa bãi cỏ ngắn và một cột cờ ở phía sau. Ba lá cờ này đòi hỏi ba cách đánh khác nhau để đưa bóng tới gần. Với lá cờ ở giữa, có lẽ ta sẽ đánh bóng lên cao để nó lăn một đoạn tới lỗ. Với lỗ ở gần, ta sẽ đánh bóng cao hơn và dừng nhanh hơn. Với cột ở phía xa, tôi sẽ để bóng lăn dài hơn. Tôi sẽ cho các bạn thấy, chỉ với những điều chỉnh nhỏ, bạn có thể sử dụng một cây gậy để thực hiện ba cú đánh này. Tôi sử dụng gậy đánh trên cát. Trước tiên, tôi muốn đánh bóng tới cột cờ ở giữa để thực hiện cú đánh theo tiêu chuẩn. Tôi đứng ở tư thế sao cho trọng lượng hơi dồn lên phía trái. Bóng ở giữa đường xuất phát, có lẽ hơi lùi lại. Tôi cố giữ ngực ở phía trên thẳng xuống bóng. Điều này rất quan trọng cho cú đánh sắp tới. Hãy giữ tư thế như vậy để xem ta thực hiện cú đánh như thế nào. Ta thấy đường bóng khá cao, rồi bóng lăn một đoạn. Bây giờ đến lá cờ gần rìa hố cát. Tôi để bóng hơi cao lên so với đường xuất phát, để ngực ở vị trí phía sau bóng. Tư thế này giúp tôi đánh bóng cao hơn một chút. Vậy là tư thế chân hơi mở và ngực ở phía sau bóng, trọng lượng hơi dồn lên phía phải. Bóng bay lên rồi dừng lại khá nhanh. Với lá cờ ở phía sau, tôi muốn bóng lăn một đoạn dài hơn. Tôi đặt bóng lùi lại điểm xuất phát, giữ cho ngực ở vị trí tiến lên trước bóng, và chân đứng hơi vùng góc, chứ không mở như hai cú đánh trước. Vậy hãy nhớ, ngực ở phía trên, hai tay tiến lên. Như vậy tôi có thể thực hiện cú đánh kiểu thấp. Hãy xem tôi làm. Ta thấy bóng lăn dài hơn. Tôi cố gắng hình dung cú đánh trong đầu trước khi thực hiện. Nên khi muốn đánh bóng cao, tôi hình dung cơ thể nghiêng ra sau. Còn với cú đánh bóng dài, thì hình dung cơ thể nghiêng tiến lên. Như vậy để thay đổi vị trí của ngực. Và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy các cú đánh thay đổi như thế nào. Và bạn sẽ có được tính linh hoạt trong các cú đánh ngắn. Giữ được tư thế thích hợp. Một trong những bí quyết mà tôi rút ra được từ những tay gôn hàng đầu là tư thế khi đánh bóng. Tư thế của bạn sẽ quyết định đến cú vùng gậy. Tới một mức độ đáng kể, đánh gôn là trò chơi của hình học. Điều chỉnh cơ thể vào một góc thích hợp, rồi cố gắng duy trì tư thế đó. Tôi thấy nhiều người ở vào tư thế rất xấu, không thể thực hiện tốt cú đánh. Chân quá thẳng, tay hơi vươn ra, hay ngồi lại như thế này, không thể đánh tốt được. Vì vậy, việc giữ thăng bằng thích hợp trong tư thế chuẩn bị đánh bóng, để bạn có thể vung gậy ra sau và ra trước là rất quan trọng. Ta sẽ xem thế nào là tư thế đúng. Hai tay cầm gậy như thế này, đặt nó ngang qua hai đùi. Hai bàn chân dạng ra ngang vai hoặc rộng hơn chút ít, rồi đặt gậy lên đùi, hơi ấn xuống, rồi chuyển sang tư thế ngồi xổm. Hãy làm từ từ để tránh bị đau. Giữ ở tư thế này, sao cho cảm thấy phần dưới lưng thẳng. Giữ góc giữa đùi và phần trên cơ thể như thế này, rồi nhổm dậy từ từ, nâng cằm lên, giữ cho phần trên nâng lên đều, cảm thấy áp lực ấn lên đùi. Cần cảm giác trọng lượng dồn lên xương chân, không dồn nhiều lên ngón chân hay gót chân. Bạn cần cảm giác được áp lực đè lên đùi, phần lưng dưới hơi căng, trong khi đưa tay ra trước. Giữ cho cánh tay thư giãn. Giữ cho cơ thể trong tư thế điền kinh này. Đầu gối hơi trùng. Góc nghiêng từ hông, lưng dưới thẳng.
cằm nâng lên, cánh tay thư giãn, bắt đầu tư thế như thế này. Hãy thực hành đều đặn, cảm nhận được áp lực đè lên đùi và lưng căng. Điều này sẽ giúp bạn rất nhiều. Các tay gôn chuyên nghiệp cũng sẽ công nhận điều này. Hãy đứng ở tư thế đúng và cú đánh của bạn sẽ tiến bộ. Vung gậy từ đỉnh. Chắc các bạn đã nghe đến thuật ngữ đánh bóng từ đỉnh. Thực tế là nhiều tay gôn không nắm vững cách vung gậy hoàn chỉnh, vung ra sau hay ra trước phối hợp. Ta thấy nhiều người quất gậy từ đỉnh của đường vung gậy xuống bóng như thế này, thường khiến bóng xoáy. Họ không thực sự giải phóng gậy từ trên đỉnh xuống, dẫn đến tư thế họ phải giải phóng gậy trước khi chạm bóng. Do vậy, đầu gậy tiến lên trước đà vung tay, nên cú đánh rất yếu. Do đó, đánh bóng từ trên đỉnh là một kiểu đánh xấu. Bạn có thể sửa chữa lỗi này dễ dàng bằng cách khi đã vung gậy ra sau lên đến đỉnh, hãy thẳng tay ra khi bạn đổi hướng. Vung tay phải thẳng ra sẽ giúp bàn tay nắm chắc vào cán gậy khi bạn tới gần điểm tác động. Nếu bạn tới vị trí này, như bạn thấy nhiều tay gôn hàng đầu có vẻ tiến tới vị trí này, nhưng sau đó họ giải phóng gậy. Nếu bạn chỉ kéo gậy xuống tới vị trí này, bạn sẽ quất từ trên đỉnh. Nên hãy nhớ, học cách vung gậy từ trên đỉnh, chứ không quất từ trên đỉnh. Vung thẳng tay phải ra, và khi gậy đi xuống, bạn sẽ thấy đầu gậy theo kịp đà vung tay, và bạn sẽ trông giống với tư thế của các tay gôn thành thạo. Cách đánh này giúp bạn tăng tốc tối đa, xuyên suốt tới điểm tác động. Một bài tập mà tôi muốn mọi người thực hiện, nhất là những người hay đánh bóng slice, đó là đặt bóng vào vị trí hơi cao, rồi cầm gậy sắt số 7 hoặc 8, đánh một vài cú sao cho có cảm giác vung tay phải thẳng ra. Liên tục làm như vậy, đó là một cách tuyệt vời để thay đổi hướng. Hãy xem tôi làm. Lúc đầu có vẻ hơi khó, nhưng đây thực sự là bài tập giúp bạn vung gậy từ trên đỉnh. Nên khi có một quả bóng ở đây và bạn vung gậy bằng hai tay, bạn sẽ có cảm giác tương tự. Nào, hãy thử vung gậy từ trên đỉnh, tay phải vung thẳng ra. Tôi chắc bạn sẽ thích cảm giác này. Chinh phục các sườn dốc. Chắc hẳn là bạn ít khi tập các cú đánh trên sườn dốc. Khi tập, bạn thường dùng gậy sắt số 5 mặt phẳng, và ta dễ dàng đạt được nhịp điệu cho một cú đánh tốt. Nhưng khi trên sân gôn, các sườn dốc thường khác hẳn. Có hai trường hợp bóng nằm trên sườn dốc, đánh lên và đánh xuống. Trước tiên trên sườn dốc, tôi cầm thêm một gậy bởi vì bóng sẽ bay cao hơn. Thông thường tôi đánh gậy sắt số 8, bây giờ tôi dùng gậy sắt số 7. Bí quyết ở đây là giữ tư thế song song với sườn dốc. Nên tôi đặt chân rộng hơn để tăng độ thăng bằng, rồi để bóng tiến lên so với điểm xuất phát. Luôn giữ cho bóng tiến lên ở phần cao của sườn dốc. Như vậy, giúp ta đạt tư thế song song với đường dốc. Bí quyết ở đây là cảm giác vung gậy ra sau rồi ra trước, và giữ hai chân thăng bằng. Điều đó rất quan trọng. Đây là cú đánh cao để bóng không lăn dài tới green, và giữ thăng bằng. Bạn có thể thấy vung gậy đúng cách và giữ tư thế thăng bằng, thì bóng sẽ dừng lại nhanh chóng khi tới green. Bây giờ hãy sang sườn dốc xuống. Tôi sẽ dùng gậy sắt số 9 thay cho gậy số 8. Nếu bóng ở mặt phẳng, thì có thể dùng gậy sắt số 8, nhưng ở đây cần dùng gậy có độ võng lớn hơn. Thực tế ở đây là gậy sắt số 9 sẽ đánh bóng thấp hơn để bóng bay xa hơn. Ta lại đứng song song với sườn dốc để bóng lùi lại vạch xuất phát, cũng theo quy tắc giữ cho bóng ở phần cao phía trên. Với tư thế song song, tôi có cảm giác vung gậy ra sau nhiều hơn để tránh sườn dốc, rồi vung gậy ra trước, xuôi xuống sườn dốc.
Chú ý đứng dạng chân rộng để giữ thăng bằng. Hãy nhớ điều chỉnh tư thế cho song song với sườn dốc. Bóng nằm trên phần cao của sườn dốc. Hãy làm như vậy và bạn sẽ chinh phục được các sườn dốc.